Là một cái quán cà phê như này thì hết bao nhiêu tiền? Chắc hẳn là câu hỏi của tất cả những khán thính giả quan tâm đến thiết kế, xây dựng, đặc biệt là thiết kế quán cà phê. Sau đây, mời các bạn xem hết video này của Hiện Nhà TV để biết được kết quả. Có thể thấy hiện trạng ban đầu, đây là một tiệm sửa xe cũ dài 15m, chiều sâu 20m, nằm ngay mặt tiền. Về bề ngoài cũng kém thu hút, vậy nên tiệm đang rơi vào tình trạng ế ẩm. Bài toán đặt ra cho chúng tôi là phải thiết kế khu vực này thành quán cà phê đẹp có điểm nhấn nổi bật trong khu vực lân cận. Để làm được điều đó, chúng tôi xác định chia quán thành từng khu vực riêng biệt. Những ngày đầu, quán đã được lên khung rõ ràng với 3 khu vực. Yêu cầu của chủ quán là các phòng đều có thể nhìn ra sân, ôm trọn lấy diện tích đất. Di chuyển vào bên trong, các cột trụ cũng được dựng lên để thành hình cơ bản nhất cho quán. Cùng theo chân chúng tôi di chuyển một lượt, mặt bằng thi công nhé. Bên này chúng tôi dự định sẽ dùng làm khu vực vui chơi. Ngay bên cạnh là khu phòng VIP kín đáo. Không để các bạn chờ lâu, thì mời các bạn ngắm nhìn thành quả của chúng tôi. Từ ngoài vào quán đã toát lên một khí chất khác biệt, không dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác. View mặt tiền triệu đô ngắm trọn cảnh mặt trời lặn cũng là một yếu tố hút khách cho không gian quán. Phong cách Nhật Bản được tái hiện thông qua hệ thống máy nhật và các vật liệu tự nhiên, điểm xuyến bằng một vài cây cối bắt mắt. Khu vực sân vườn là phần lõi của toàn bộ kết cấu. Đây cũng là khu vực rất hút khách, do thiết kế gần gũi và thoáng mát, nên công trình đã tạo tiếng vang lớn tại Việt Trì. Chúng tôi bố trí layout khu vực khách ngồi khoa học, đảm bảo thoải mái thuận tiện cho khách. Khu vực quầy quán bar cà phê được coi là trái tim của quán. Với thiết kế quán cà phê không gian sân vườn thì, quầy quán bar được xem là nơi kết nối giữa trong và ngoài, nhà, giữ vai trò chính trong công năng vận hành của toàn bộ quán. Tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách sử dụng cửa sổ, cửa kính lớn để cho phép ánh sáng và không gian tự nhiên tràn vào. Bổ sung thêm đèn chiếu sáng phù hợp, tạo không gian ấm cúng và điểm nhấn nghệ thuật. Khu vực VIP được thiết kế kín đảm bảo sự riêng tư, sử dụng các nét đặc trưng trong phong cách Nhật Bản, tạo điểm nhấn không gian. Phòng chơi cho trẻ em được đặt liên thông với các khu vực khác để phụ huynh dễ dàng quan sát các bạn nhỏ. Chúng tôi cũng tinh tế sử dụng cây cối hoa cỏ, sân vườn để tạo ra cảnh quan ấn tượng nhằm thu hút các bạn trẻ đến check-in. Chúng tôi lên video này với mong muốn mọi người có thể hiểu hơn về nghề kiến trúc và quá trình thực hiện cũng như chi phí của một công trình, từ đó giúp mọi người tránh được những rủi ro về tiền bạc khi cải tạo nhà hay xây mới nhà cửa. Còn bạn nghĩ sao về công trình này? Hãy để lại bình luận phía dưới nha!